Rachu, viện thẩm mỹ của bác sĩ Dũng Mang tại Mỹ, cung cấp các dịch vụ làm đẹp, điều trị da công nghệ cao, laser, Senature, Thermismooth, Hydrofacial, Microneedling và nhiều công nghệ hiện đại khác để loại bỏ nám, mụn, tàn nhang và các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện trên cơ thể. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 770-814-9533 để được tận tình phục vụ. Đây, hello anh chị và cô chú và các bạn nha. Thì cuối cùng thì bây giờ là cũng tới ngày thì mẹ mình với lại mình sẽ đi qua Mỹ định cư. Thì ngày hôm nay thì từ giả bà ngoại với lại mọi người trong gia đình. Dạ, bà ngoại. Mày dễ thương lắm anh. Dễ thương. Ngoại đâu có già đâu phải không? Ngoại biết. Ngoại rất là minh mẫn. Năm nay ngoại mấy tuổi? Ngoại 87. Bà ngoại là 87 rồi, ông ngoại là 89 các bạn ha. Ông ngoại ngồi ngoài kia chút xíu nữa mình cho các bạn xem ông ngoại nữa. Bà ngoại với bà ngoại rất là khỏe, bà ngoại rất là còn minh mẫn nha, nhớ hết mọi thứ luôn. Nói chung là dạ vậy là sức khỏe tốt lắm á, gọi là chỉ là cái chân, cái khớp này nè là nó bị không đêm không có đi được. Thì giống như hồi đó mình có nói rồi, thì bà ngoại không đi đâu, bà ngoại chỉ ngồi ở trên giường này thôi nè. Ngồi với nằm ở trên giường thôi. Thì bây giờ là mẹ mình đi đó, là chỉ còn cậu hai với lại có cậu ngoài kia là cậu Phong, là hai cậu đó là chăm sóc ông bà ngoại của mình. Thì khi mẹ mình đi thì bây giờ là mọi chuyện quán xuyến là do cậu hai của mình hết. Thì mình biết là những cái công việc mà chăm sóc người lớn tuổi của bạn rất là cực, không có dễ đâu. Thì để làm cái công việc này cũng phải đòi hỏi rất là nhiều những cái kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn các bạn ha. Và nhưng mà mình vui thì mình thấy là bà ngoại khỏe mạnh, bà ngoại ăn được ngủ được ha. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên đó. Dạ, mình chỉ hy vọng là bà ngoại trong người cảm thấy khỏe mạnh là được rồi, không có cảm thấy một cái bệnh hoạn hay đau đớn gì hết. Dạ là được. Rồi còn cái chuyện mà khi mình đi Mỹ thì mình với mẹ mình thì khi qua bên đó thì cũng có chẳng hạn như điện thoại về điện cho cậu hai, rồi cậu hai cũng cho thấy mặt để nói chuyện. Đó, thì bây giờ thời buổi này thì nó cũng dễ cái chuyện đó, chứ không phải khó khăn như ngày xưa phải viết thư hay là gọi điện thì chỉ nghe được giọng nói thôi ha các bạn. Thì bây giờ nó cũng tân tiến một chút xíu, cho nên cái vấn đề mà liên lạc với nhau nó cũng không khó lắm. Thì chỉ mong là bà ngoại lúc nào cũng vui vẻ nha, giữ sức khỏe nha bà ngoại, lạc quan yêu đời. Rồi cứ điện thoại, con sẽ điện thoại về thường cho mẹ với ngoại nói chuyện nha. Dạ nói chuyện về thứ ba. Điện thoại bàn. Bà ngoại anh cứ thích điện thoại bàn không à, điện thoại mà cứ bấm số xong rồi gọi đó, điện thoại cũ ngày xưa đó bây giờ đâu ai xài mà cái đó đâu đúng không đó. Bây giờ người ta gọi bằng Zalo hay là mấy cái app để mà thấy hình luôn đó, đi cho thấy mặt luôn đó, cho nó đỡ nhớ ha ngoại. Ngoại giỏi lắm ạ. Ngoại giỏi nay con uống sữa không? Cũng hơi. Dạ. Thì được, cái đây như là cậu hai mình là cũng lo đầy đủ cho bà ngoại, cũng sáng ăn sáng ăn trưa chiều này nọ, mọi thứ đều ok hết. Thì cũng cảm thấy yên tâm khi mà mẹ mình đi thì có cậu hai ở đây, chứ nếu mà mẹ mình đi mà không có ai hết thì không có, rất là lo lắng. Dạ, rất là lo lắng đó mà. Dạ thì có một cái điều đó là cái điều quý lắm đó. Dạ. Thì dù gì là gia đình cũng gần gũi với nhau, cái điều đó rất là quan trọng các bạn. Ok. Rồi ngoài thì bây giờ đi coi con mẹ đi nha ngoài. Ngoài về sức khỏe nha. Khỏe đâu nào quá, đâu cứ còn quê hả? Đâu quê con. Dạ. Tới qua rồi điện thoại về là còn vui rồi. Dạ. Đi buồn không mà người ta đâu mấy rồi con cái. Okay. Rồi xong rồi con bà bánh con điện nha. Điện về. Mai mốt là con tới. À mai có máy bay. Mai bây giờ là con đi ra gặp ông ngoại một chút nha ngoại. Okay. Rồi ngoại giữ sức khỏe nha. Anh đi còn gọi vậy. Đây các bạn, thì đây là ông ngoại nè. Bây giờ tình trạng của ông ngoại là cứ vậy đó, là cứ
Dạ. 90-91 rồi. Dạ. Ông ngoại là gần 90 rồi đó. 89 à, 90 tuổi luôn rồi đó. Dạ. Thì đó. Dạ, thì ông ngoại bây giờ không có nói, không có phản ứng, không có nghe được nữa. Lỗ tai thì dạ. Bị u não. Dạ. Em bữa mình nói là ông ngoại bị u não đó các bạn. Không giải phẫu được, giải phẫu là chết chết về. Ông ngoại. Ông ngoại. Ông ngoại. Ngoài chứ không có phải không nghe nè. Dạ. Có khi thì cũng ừ. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì tùy các bạn, mình đâu có biết là ngoài cái trong cái cơ thể nó phản ứng như thế nào và cái chức năng nào nó còn hoạt động mình không biết. Tại vì bị u não mà, cho nên nó như vậy thôi. Đó thì dạ. Vậy thôi chắc. Nếu mình giải phẫu thì chỉ 2% thôi. Dạ thì cậu hai mình đứng bên kia thì cậu hai mình nói là giải phẫu là cái phần trăm sống rất là ít. Cho nên là rất là nguy hiểm. Rồi cực kỳ nguy hiểm luôn, cho nên là không có giải phẫu được mà. Thì cứ sống như vậy thôi. Ok các bạn, thì thôi thì mình nhìn vậy thì mình cũng không biết nói gì hơn nữa các bạn, hiểu không? Thì mấy em rày thì mình cũng có ngồi nói chuyện với ông ngoại rồi mà cũng ráng thôi, chứ ông ngoại cũng không phản ứng gì hết. Thì chỉ hy vọng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp cho ông ngoại các bạn. Thì mình chỉ hy vọng những điều vậy thôi. Và hy vọng Chúa sẽ ở bên cạnh ông ngoại trong mọi lúc. Ok. Lại nè, nó vậy rồi hả? Rồi các bạn, thì mình đặt xe của Trung nữa ha, để mà chở mình lên Sài Gòn luôn. Đây. Để cho nó tiện. Hello Trung. Dạ, okay. Chào anh. Lại gặp lại Trung. À, chào anh. Trung xuất hiện channel nhiều lắm á nha. Ok, let's go. Yeah, alright. Phải đi về thì thôi, thì cho nên mình không muốn những cái chuyện nó xảy ra, rồi mình thấy cũng chẳng được gì hết trơn. Mình bây giờ chia tay thì chia tay ở đâu nó cũng chỉ chia tay như nhau thôi. Cho nên thì đối với mình đó, là khi mình đi từ Mỹ về hay là mình đi về lại Mỹ thì mình cũng không có muốn là gia đình phải đưa đón cực khổ gì hết. Từ lâu đã vậy rồi và mình thích giống vậy các bạn. Cho nên thì để mình cho mọi người cảm thấy thoải mái và không có bị áp lực với cái chuyện phải đưa đón. À, để mà sân bay nó giảm tải các bạn. Nếu mà các bạn vô sân bay Tân Sơn Nhất thì các bạn thấy người ta đứng quá trời đông ở đó. Đấy, thì rất là tội nghiệp người thân của mình. Đấy, thì cho nên mình cũng không thích cái điều đó nữa. Đấy, thì bây giờ thì mình tầm khoảng chút xíu nữa mình sẽ tới Sài Gòn. Và thì bây giờ thì mình lên đó thì ngày hôm nay là mình chưa có bay. Thì mình sẽ lên Sài Gòn và mình sẽ ở đó một đêm. Và ngày hôm sau mà chuyến bay của mình sẽ là chiều ngày mai các bạn ha. Right. Thì sẽ là một cái video mới nữa, là cái video sau nữa thì các bạn sẽ thấy là chuyến hành trình của mình và mẹ mình từ Việt Nam về qua Mỹ nha. Right. Còn bây giờ là mình sẽ lên và về khách sạn và mình check in và cho các bạn coi là cái khách sạn mình ở là khách sạn nào ở tại Sài Gòn để trước khi mình bay. Và đây cũng là khách sạn mà ngày xưa mình đã ở rồi, và cái khách sạn này là mình
rất là recommend tất cả anh chị cô chú nào ở Mỹ về thì mình nên ở đây trước chuyến bay của mình để mà nó thuận tiện, không có bị đi xa hay là bị dính cái traffic ở tại Sài Gòn, rồi có bị kẹt trễ chuyến bay nữa, cũng rất là bất tiện ha. Ok, hẹn chút xíu để mình tới đó mình sẽ review cho các bạn xem cái khách sạn mà mình ở nha. Đây, hello các bạn, thì mình đang ở trong phòng của cái khách sạn Ibis. Các bạn, khách sạn này từ ngày xưa mình ở rồi ha. Khách sạn này mình đặt một đêm, tính luôn thuế và tất cả các phí luôn là 82 đô một đêm các bạn. Và cái giường mình đặt là hai giường này để cho mình với lại mẹ mình ngủ. Đó, thì cái giường này nó vừa nhỏ gọn và ở được cho để mà ở thôi. Hay. Thì cái chỗ này là sát sân bay luôn, cho nên anh chị cô chú nào các bạn mà sắp đi Mỹ hay sắp đi sân bay, muốn một cái chỗ nào đó tiện để mình qua sân bay gần, không có bị kẹt xe, không có bị sợ bị trễ chuyến bay, đặc biệt là với cái giao thông ở Sài Gòn, thì anh chị cô chú các bạn có thể ở tại cái khách sạn này, khách sạn Ibis Airport, nằm tại sát sân bay Tân Sơn Nhất luôn các bạn ha. Đó, rất là basic các bạn. Bây giờ mình cho các bạn coi một vài cái bên trong để các bạn thấy ha. Đây các bạn thấy thì cái phòng nó rất là đơn giản, cái kính, cái tivi. Đây là hai cái giường đôi đó, thì mình đặt là tại vì nè, cái mình đặt cái phòng này là hai cái giường đôi cho nên người ta để như vậy. Rồi còn muốn đặt một giường king size đó thì nó là khác nữa, nhưng mà cái phòng của cái khách sạn này là người ta làm rất là nhỏ gọn và đủ để ở ha các bạn, nhưng mà lại rất là sạch sẽ và nó hiện đại đó. Cái cách mà họ design của cái khách sạn nó rất là gọn gàng. Đây là cái kệ có mấy cái hộc để trà bánh nước đổ đây cho các bạn. Đó, rồi đây cái bàn để các bạn có thể làm việc ở đây rồi để đồ. Rồi, một cái ghế nhỏ để mà ngồi. Đó, rất là basic ha. Everything is basic. Rồi, trong đây là cái restroom, phòng tắm. Ở trong này là cái sink nè. Đó, để các bạn đánh răng rửa mặt ở đây. Ở đây có một cái máy sấy tóc. Rồi cái kiến, toilet rất là sạch sẽ và gọn gàng. Và cái phòng này cũng vừa đủ ha. Rất là nhỏ gọn. Và cái màu, tông màu của cái khách sạn Ibis là màu đỏ đỏ. Và đây là cái phòng tắm đây. À, rất là đơn giản nha. Nhưng lại rất là sạch sẽ và đủ đúng tiêu chuẩn của quốc tế nha các bạn. Thì mình với lại mẹ mình sẽ nghỉ đêm ở đây một đêm. Và ngày mai chuyến bay về Mỹ sẽ là khoảng 6 giờ chiều ngày mai ở tại Sài Gòn, Việt Nam nha các bạn. Và cái hành trình nó như thế nào thì mời các bạn đón xem những cái video kế tiếp nữa để biết được cái hành trình mình với lại mẹ mình sẽ đi từ Việt Nam sang Mỹ để mà định cư. Và cũng như mình nói là đây là lần này là mình về, mình dẫn mẹ mình sang Mỹ định cư nha các bạn. Đây, ok các bạn, thì sáng ngày hôm nay mình đi ăn, rồi chút xíu nữa mình mới bắt chuyến bay để mà đi Mỹ nha. Ok, thì bây giờ trong video cho các bạn coi là gia đình mình sẽ đi ăn với lại bà nhì. Đừng nói bà bên Mỹ nữa mà. Yeah. Ok. Mấy giờ con ba? 2 giờ rồi. Dạ, chiều. 5 giờ mấy? Trường Rương đúng không anh? 2 giờ. Dạ, Trường Sơn. Cái đó là quán cơm niêu á. Hình như Atlanta con không có về thẳng phải không con? Phải xuống Los hả? Dạ đúng rồi, tại lần này con đi của hãng Đài Loan á. Cho nên là con phải qua Đài Loan xong rồi con xuống Los. Tại vì Atlanta nó không có chuyến bay thẳng từ Đài Loan. Yeah. Nhưng mà nếu mà con đi Korean Air là nó bay thẳng. Nhưng mà Korean Air là nó mất lắm. Korean Air, tại vì hồi trước con đi Korean Air không mà. Lần này con đi thử cái hãng mới để con làm video. Mới gì? Hãng China Airlines. China. China Airlines. Cái này của Taiwan. Dạ. Yeah. Yeah, bông cái gì? Bông đỏ đỏ gì? Dạ dạ đúng rồi, cái bông hoa anh đào á. Giờ nói đi việc rớt giỏi. Xanh lẻ bên Mỹ nhà rất vậy đó. Đây, ok các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ đi ăn cơm niêu. Quán cơm niêu các bạn. Quán cơm niêu Trường Sơn. Như có hai quán cơm niêu, là một quán cơm niêu ở chỗ khác nữa. Có ở nhà được. Bạn thấy thì đường xá Sài Gòn lúc nào nó cũng đông xe như vậy. Một ngày anh chạy bao nhiêu cuốc anh? Cuốc thì nhiều anh, cuốc xa cuốc gần. Cuốc thì nhiều lắm. Mà anh chạy được bao lâu anh? Mấy năm. Mấy năm rồi? 5 năm. Rồi, bao nhiêu tiền? 30 anh. 30. Phải mẹ ra đi mẹ. Dạ. Dạ không sao đâu con. Đi
các bạn, tới rồi, cũng sát sân bay luôn, khá là tiện ha. Đây là cái quán này. Dạ cũng ngon, nhưng mà so với Cali với lại bên bên Texas thì chắc không bằng đâu. Dạ. Ok, giờ mình sẽ vô cái quán này. Ồ. Okay. Oh. Chưa bán hả? Ồ oh, vậy hả? Dạ, oh. Mấy giờ mới bán? Dạ hơn 10 giờ. Hơn 10 giờ hả? Ờ, oh. Wow. Hey, ok các bạn, thì 10 giờ mấy mới mở cửa lần, tại vì mình không có và bạn mình giới thiệu rồi mình đi liền luôn, cho nên mình không có coi cái giờ mở cửa, thì 10 giờ mấy người ta mới mở cửa ở đây, cho nên bây giờ mình sẽ đi bộ kiếm một chỗ nào đó vô ngồi nói chuyện ăn cũng được. Hey, thì sẵn đi bộ đây luôn, lâu rồi hiếm lắm rồi mới có dịp đi bộ ở Sài Gòn ha, thích một chút xíu bụi của Sài Gòn ra để đi về. Rồi thì chiều nay là mình sẽ bay chuyến bay lúc 6 giờ chiều các bạn, cho nên bây giờ vẫn còn sáng, cho nên là cậu này là cậu Tí nè, cậu Tí với lại bà Nhì đó. Rồi cậu Tí, các bạn nhìn cậu Tí rất là khỏe đúng không? Rồi cậu Tí là có tập thể dục không? Tập thể dục 4 giờ sáng 7 ngày đến 7 ngày. 4 giờ sáng tập mà tập bao nhiêu tiếng rồi đi về? Không, tập trong chung cư á. À trong chung cư á. Tập gym mình đem bơi. Ồ tập gym rồi bơi. Dạ. Rồi các bạn nhìn thấy cậu Tí không? Ghê chưa? Bằng tuổi mẹ mình các bạn thấy rất là khác, là nếu mà siêng năng tập thể dục là các bạn thấy nó cải thiện được rất là nhiều thứ, thể chất rồi sức khỏe các cậu ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà cậu đó là cậu tập biết bao nhiêu năm rồi hả? Là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ. Ăn uống kỹ lắm. Dạ sau dạ. Đó thì làm sinh tố. Ồ dạ con cũng vậy. Con cũng muốn sinh tố của anh. Dạ. Dạ dạ dạ. Wow, đó thì đây là cái bí quyết mà cậu Tí chia sẻ đó, bạn nào mà muốn sống mà khỏe mạnh ha, không phải sống tới 100 tuổi hay là 200 tuổi, nhưng mà sống mà khỏe mạnh, cảm thấy không có trong người mình thoải mái đó, thì mình giữ sức khỏe là cũng phải tập thể dục. Đó, sức quá dữ luôn. Vàng. Sức khỏe là vàng. Sức khỏe là vàng, đúng rồi, con đồng ý cái đó. Bây giờ không có sức khỏe thì muốn ăn, muốn chơi, muốn làm không làm gì được hết. Hồi đó ông gì nói con cũng đồng ý cái đó. Dạ. Yeah. Đây ok các bạn, thì thôi đi vòng vòng được chút xíu mà, nhưng mà thấy cái quán cà phê này cũng ok nè, đi vô nha. Ở Sài Gòn mà các bạn tìm quán ăn với lại quán nước là không có thiếu đâu. Chắc bên đây rồi. Quán này tên là Vibas Coffee. Đây. Gần sân bay các bạn, quận Tân Bình. Anh ngồi ở đâu cũng được hay sao? À. À ok. Chị ở ngoài hết rồi ha, cho nó mát hả? Dạ. Yeah. Dạ. Này, cái chuyện mà một quán cà phê mà thiết kế đẹp như vậy thì không thiếu ở Việt Nam các bạn. Có thấy đây được không? Nhìn cổ Tí chắc quá. Bởi vậy mới chạy được, con là chạy không được. Con thì con không, con chạy được. Ôi vậy. Dạ. Bơi. Bơi. Dạ. Ồ oh, ok. Nhìn cậu stress luôn á. Con là con còn mỡ nhiều lắm. Con nhìn thấy con biết rồi, con còn mỡ nhiều, con nhiều body fat nhiều. Dạ. Con uống muối mà. Ghê vậy. Wow. Nè cậu 50 ta. 50 tuổi thân. 55. Dạ. Chị 2 tuổi. Sao năm 68 xong đầu năm. 50 mấy tuổi mà 4 muối. Bây giờ con mới có 3 mấy mà con có 1 muối nè. Còn chặng đường còn dài. Nhỏ ba muối rồi đó. Ghê vậy. Thì bởi vì con có cậu Tí nên cậu Tí trend nữa. Nhưng mà nó cũng thích vậy đúng không cậu? Dạ dạ. Wow, nó thích mới được. Tự nó đi làm. Cái thằng nhỏ đó. Dạ. Là trước đây á, trước khi mà cậu đi về Mỹ đó, là nó 3 kg dưới cậu. Dạ. Cậu là 63, nó 60 kg. Dạ. Bây giờ nó còn 50 rồi. Ồ, oh, wow. Giờ nó cũng stress luôn, stress giống cậu luôn. Wow. Rồi, ok. Đây là các loại nước uống ngày hôm nay đây. Rồi, mình có mấy cái loại artiso, rồi cái này là táo cần tây, táo với cái rau cần tây, còn cái này là hai cái cam xả các bạn. Mà cậu Tí là uống không đường luôn, cho nên mình thử không đường coi ra làm sao. Dạ. Yeah.
phải nói là cậu Tí là ăn uống rất là tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe nghĩa là rất là kỹ lưỡng về cái vấn đề về dinh dưỡng để mà giữ sức khỏe tốt của bạn. Thì mình nghĩ cái này là bạn nào mà quan tâm đến sức khỏe của mình thì nên làm. Bởi cái sức khỏe nó rất là quan trọng nha. Thì từ những cái đồ mà các bạn bỏ vô miệng á, là nó rất là quan trọng ha. Đây, giờ mình sẽ thử cái món này nha. Một trong những cái quán cà phê ở tại Sài Gòn. Đây. Mình đi vòng vòng đường này mình vô đại thôi, chứ không có chọn lựa gì hết. Không biết quán nào để chọn lựa nữa. Đây. Đây, ok các bạn, thì nãy xong rồi, thì uống nước xong rồi, thì bây giờ mình vô nhà hàng ở trong khách sạn mình ăn một chút xíu. Thì đây là các bạn thấy là súp gà hạt sen. Thì mình sẽ múc ra hai cái tô, hai cái chén nhỏ để mình ăn. Rồi đây là cái món gọi là cá hồi lúc lắc, cá hồi lúc lắc hạt đều các bạn ha. Thì mình kêu hai phần rồi đó. Thì một phần cá hồi này các bạn là 300 mấy ngàn tiền Việt Nam ha, một phần này. Còn cái canh này là 95 ngàn một tô. Ok, cái súp này là 95 ngàn một tô các bạn đó. Thì các bạn biết thì cái giá này người ta phải bán theo cái tiêu chuẩn của nhà hàng á, với lại đồ ăn ở trong đây người ta lấy cũng lấy từ cái nguồn khác, cho nên là cái giá nó sẽ khác nhau về cách chế biến này nọ nữa, cho nên giá nó không phải là giá bình dân ở bên ngoài nha. Nhưng mà ngược lại thì cái cách trang trí và cái đồ ăn thì các bạn thấy nó sẽ có một cái gì đó lạ hơn. Và đây là trong cái không gian của cái nhà hàng Bistro ở trong của cái khách sạn mình đang ở luôn, của khách sạn Ibis Hotel các bạn. Đấy. Đấy. Đây là các bạn nhìn ra ở ngoài. Đấy. Rồi mẹ thử đi mẹ, được không? Rồi mẹ thử đi. Yeah. Được không? Dạ, yeah, sức dạ. Yeah. Đây là có hạt sen các bạn ạ. Ừ. Nó khéo mà. Mình lúc đám cưới thì nấu súp luôn. Đây là cá hồi. Này đơn giản như là cá hồi người ta cắt thành từng cục các bạn. Đó. Người ta sốt lên với cái hạt điều. Ok các bạn, thì thôi kết thúc video này tại đây nha. Và đón xem tập tiếp theo là chuyến bay từ Việt Nam. Mình sẽ đưa mẹ mình từ Việt Nam đi qua Mỹ định cư nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Để mình ăn hết cái bữa cơm này các bạn. Ok, xin chào tạm biệt. Bạn cần dịch vụ online hiệu quả cho nhà hàng của mình? Đã có Skiply với hơn 20 dịch vụ hữu ích cho nhà hàng. Hơn 2.000 nhà hàng tin tưởng trên khắp 50 tiểu bang hiện nay. Skiply, lựa chọn tối ưu cho nhà hàng người Việt tại Mỹ.